Thưa quý vị, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong định hình bản sắc của dân tộc. Việc tìm hiểu và lưu giữ các giá trị văn hóa cội nguồn cũng chính là thứ giúp cho thế hệ trẻ thể hiện được sự tôn trọng và gìn giữ bản sắc của dân tộc Việt Nam. Mời quý vị sẽ cùng chúng tôi nhìn lại những trải nghiệm của các bạn kiều bào trẻ với văn hóa dân tộc trong hành trình Trại hè Việt Nam 2024 vừa qua. Lần đầu tiên được thử món chè nổi tiếng của Huế, Sĩ Kiệt không khỏi ngạc nhiên trước sự thú vị của ẩm thực cố đô. Trước khi em ăn đấy thì em hơi sợ là món chè cộng thêm thịt nó hơi làm hơi một kỳ cục một tí. Mà khi sau ăn đấy thì nó thấy hài một tí và nó thấy cả ngon cả miệng đấy. Là khi mà bạn em muốn đi du lịch ấy thì chắc chắn em sẽ chỉ đến Việt Nam bao nhiêu món mà rất là ngon. Cũng như Sĩ Kiệt, nhiều kiều bào trẻ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài đều hứng thú với những nét văn hóa riêng biệt của Việt Nam khi lần đầu được trải nghiệm. Em rất là mong đợi có thể xem được những người nghệ nhân tạo ra những gốm Bát Tràng. Em thấy bất ngờ là có rất nhiều loại gốm chứ không phải là đơn giản là một cái nạn đất, mà mỗi cách tạo ra nó sẽ tạo ra một cái khác biệt, không có một cái bát gốm nào mà giống nhau cả. Không chỉ là sự hứng thú, các trải nghiệm còn giúp bồi đắp thêm kiến thức cho thanh niên kiều bào về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Và trên hết, các bạn càng thêm tự hào về bản sắc dân tộc cội nguồn của mình. Có thể nhìn được cái cách mà những câu chuyện mà những cái thứ mà cái người xây đó đã muốn kể hoặc là muốn nói cho cái ngôi nhà đấy. Từng cái cột của nó một là họ cũng bỏ rất là nhiều tâm để mà làm vào mấy từng miếng một. Em cũng có thể bỏ những cái thứ về Việt Nam vào trong cái project của em. Em có thể nói là em là người Việt Nam. Mỗi lần em mặc áo dài đi ra ngoài và có thể chia sẻ với bạn với văn hóa của người Việt, em cảm thấy rất là tự hào. Và mỗi lần khi mà em nhìn thấy có người Việt ở nước ngoài mà cũng mặc áo dài, em cảm thấy rất là vui. Văn hóa không chỉ là di sản quý giá nối liền quá khứ với hiện tại, mà còn là nguồn cảm hứng và động lực để thế hệ tương lai gìn giữ và phát triển, từ đó khẳng định bản sắc Việt Nam ở khắp Nam Châu.